Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video về món trứng tráng thịt băm với hành nhá. Món này tuy là đơn giản nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Khi mình tráng lên ấy, nhìn cảm quan rất là đẹp. Và cái mùi thơm của món này ấy, nó rất là thơm ấy, vì thịt nó chín tới và mình dùng thịt sống. Và trứng chín vừa tới cho nên nó rất là ngọt thịt ạ. Và giờ mình bắt đầu chế biến các bạn nhé. Nguyên liệu để cần có cho cái món này là, trước tiên là các bạn chuẩn bị cho mình là hai quả trứng gà này, hành lá này, hành lá cắt thật nhỏ cho mình nhé, bạn ăn nhiều cho nhiều. Thịt băm đây mình dùng khoảng một lạng hoặc là một lạng rưỡi nhé, tùy theo các bạn, với hai quả trứng gà nhé. Và giờ mình cho gia vị ở đây thì đơn giản lắm, chỉ cần muối, bột canh và một chút mắm thôi ạ. Bạn nào ăn được tiêu cho hạt tiêu, nhưng nhà có bé nhỏ thì không cho. Bột ngọt một chút xíu này. Nước mắm này cho vừa luôn nhé. Và giờ mình sẽ trộn đều nguyên liệu lên và đi tráng là xong rồi ạ. Trứng tráng thịt băm là một món rất là đơn giản, nguyên liệu thì ai cũng có thể có, nhưng làm sao để cho miếng trứng của chúng ta khi tráng lên nó đẹp mắt đấy thì không phải bạn nào cũng tráng được ấy, nên hôm nay mình sẽ làm cái video này, trứng tráng hay trứng rán thịt băm ạ. À, các bạn có thể tăng khối lượng trứng lên ấy, nhưng mà theo mình với cần này thịt thì chỉ cần phần này trứng thôi ạ. À, khi mà quấy xong này ấy, thì các bạn chuẩn bị một cái chảo để mình tráng luôn nhé. À, có một cái mẹo nữa là các bạn có thể cho một ít bơ hoặc là một ít sữa tươi để mình sữa tươi để cho vào đây, còn nếu mà cho bơ thì cho vào chảo nhé, thì món của chúng ta nó sẽ thơm hơn đấy. Chuẩn bị một cái chảo khô nhé và cho dầu ăn vào, chỉ dầu ăn chỉ cho nó có một lớp mỏng quanh chảo nhé, đừng cho nhiều nhé, cho dầu ăn thật nóng thì mình mới cho trứng vào nhé, cho trứng vào thịt vào. Giải đều nhé, quanh chảo nó thành một lớp mỏng quanh chảo để thịt nó chín được ấy. Các bạn làm dày quá thì thịt nó khó chín ấy. Vì dùng thịt sống mà, thịt sống này ăn nó sẽ rất là ngọt. Nếu mà các bạn nấu thịt trước thì nó sẽ nhanh chín, nhưng mà sẽ không được ngọt thịt ấy. Này là hơi nhiều dầu ăn, vì cái chảo chống dính nên nó không cần được nhiều. Đây mình sẽ quấy nhẹ một chút để cho trứng và thịt nó chín và dầu ăn nó vào trong. Như ban đầu thì các bạn quấy nhẹ nhé, nhưng mà sau thì các bạn không được quấy nhẹ nhé, để cho thịt nó, cả trứng nó thành một miếng ấy. Đảo nhẹ như này để cho nó chín trứng ở đấy. Rồi bây giờ chỉ lúc đầu thôi, một lúc nhỏ thế thôi, và để cho dầu ăn nó vào đều ở bên trong. Và bây giờ mình sẽ cho thật nhỏ nữa, mức nhỏ mà các bạn đậy vung nhẹ cho mình khoảng 1 đến 2 phút nhé. Đậy vung này để cho thịt nó chín ấy, cái bề mặt ấy nó cứng lại ấy, cả trứng nó cứng lại. Mình chỉ đậy vung từ 1 đến 2 phút, nhiều nhất là 3 phút thì mấy miếng trứng nó dày quá. Và bây giờ mình mở vung ra nhé, tăng lửa lên một chút để cho cái mặt trứng nó cứng, mặt dưới nó cứng ấy. Đây các bạn đã đây, thế nó chưa di chuyển được mà chưa cứng ạ. Đợi thêm một tí nữa. Bây giờ các bạn nhẹ nhàng kiểm tra xem cái mặt trứng nó di chuyển được chưa. Đây nó di chuyển được rồi đấy ạ. Bây giờ các bạn thích ăn hạt tiêu thì rắc một chút hạt tiêu lên nhé.
có hạt tiêu thì nó sẽ rất là ngon, nhưng mà nhà có bé nhỏ như nhà mình thì mình không cho. Đây các bạn, xong rồi. Đấy, bây giờ mình dán tiếp cái mặt sau. Nếu mà chỉ là trứng không ấy thì mình không cần phải dán cái mặt này nữa. Như đây có cả thịt cho nên nó vẫn chưa được các bạn. Nhưng mình phải dán thêm một chút xíu nữa. Các bạn chỉ dán thêm một chút xíu, nó không cần đậy khung nhá. Vì bây giờ dán để cho cái mặt đằng sau này chín, mà để chín thì nó nhanh lắm. Vì lúc trước mình đã đậy khung rồi ấy. Mặt này thì nó cứng rồi, mặt sau nó cứng nữa. Thì thịt nó sẽ chín này. Cái cho nhỏ gần như này, đun khoảng 3 đến 5 phút là được. Thì thịt nó cũng sẽ chín nữa. Bây giờ được rồi đấy. Đây các bạn. Mình đã xong đĩa trứng tráng thịt băm rồi ạ. Các bạn nhìn không? Vô cùng đơn giản mà cái cảm quan chúng ta nhìn lại rất là hấp dẫn. Thịt nó ngọt. Cho nên khi miếng trứng lại chín vừa phải nữa. Cho nên khi chúng ta ăn cái món này ấy, nó vừa dễ ăn, lại cảm thấy miếng thịt và miếng trứng lại ngọt nữa và thơm nữa. Đấy các bạn. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh nhé. Và hãy chia sẻ video của mình nhé. Và khi ăn ấy, thì các bạn muốn cho hành phi thì các bạn phi một ít hành phi các bạn rắc lên trên. Cho ít tương ớt, ít sốt mayonnaise lên trên. Và các bạn dùng kéo các bạn cắt như cắt bánh pizza ấy. Món ăn này vừa đầy nhiều dinh dưỡng mà lại thơm ngon ạ. Mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Nguyên liệu để cần có cho cái món này là, trước tiên là các bạn chuẩn bị cho mình là 2 quả trứng gà này, hành lá này, hành lá cắt thật nhỏ cho mình nhé. Các bạn ăn nhiều cho nhiều. Thịt băm đây mình dùng khoảng 1 lạng hoặc là 1 lạng rưỡi nhé, tùy theo các bạn. Với 2 quả trứng gà ấy. Và giờ mình cho gia vị. Gia vị ở đây thì đơn giản lắm, chỉ cần muối, bột canh và một chút mắm thôi ạ. Bạn nào ăn được tiêu cho hạt tiêu, nhưng nhà có bé nhỏ thì không cho. Bột ngọt một chút xíu này. Nước mắm này cho vừa luôn nhé. Và giờ mình sẽ trộn đều nguyên liệu lên và đi tráng là xong rồi ạ. Trứng tráng thịt băm là một món rất là đơn giản, nguyên liệu thì ai cũng có thể có, nhưng làm sao để cho miếng trứng của chúng ta khi tráng lên nó đẹp mắt đấy thì không phải bạn nào cũng tráng được ấy. Nên hôm nay mình sẽ làm cái video này, trứng tráng hay trứng rán thịt băm ạ. À, các bạn có thể tăng khối lượng trứng lên ấy, nhưng mà theo mình với cần này thịt thì chỉ cần phần này trứng thôi ạ. À, khi mà quấy xong này ấy, thì các bạn chuẩn bị một cái chảo để mình tráng luôn nhé. À, có một cái mẹo nữa là các bạn có thể cho một ít bơ hoặc là một ít sữa tươi để mình sữa tươi thì cho vào đây, còn nếu mà cho bơ thì cho vào chảo nhé. Thì món của chúng ta nó sẽ thơm hơn ấy. Chuẩn bị một cái chảo khô nhá. Và cho dầu ăn vào, chỉ dầu ăn chỉ cho nó có một lớp mỏng quanh chảo nhé, đừng cho nhiều nhé. Cho dầu ăn thật nóng thì mình mới cho trứng vào nhé. Cho trứng vào thịt vào. Giải đều nhé, quanh chảo nó thành một lớp mỏng quanh chảo để thịt nó chín được ấy. Các bạn làm dày quá thì thịt nó khó chín ấy. Vì dùng thịt sống á, thịt sống này ăn nó sẽ rất là ngọt. Nếu mà các bạn nấu thịt trước thì nó sẽ nhanh chín, nhưng mà sẽ không được ngọt thịt ấy. Này là hơi nhiều dầu ăn, vì cái chảo chống dính nên nó không cần được nhiều.